Xin chào các bác. Thì hôm nay em tại về được một ít hàng thì nên giới thiệu đến các bác. Thì hôm nay em về được in loa full 30, loa full 40 và cái sub 50 của AP các bác nhé, của thương hiệu AP. Đấy, thương hiệu AP. Đây các bác cùng xem. Thực ra cái loa này trên thị trường bán rất là nhiều rồi. Thì dòng loa này thì sử dụng bát tép của Celto, Celto đến từ Pháp. Các bác cùng xem. Đây, Celto Acoustic này. Celto này. Đây là Celto này. Celto, đây là bát 40 này. Đây là bát 30 này. Còn đây là em có một quả sub 50 của Celto. Quả này thực sự là nó là đỉnh của chóp luôn và cực hiếm ở trên thị trường. Celto thì rất là nhiều, các bác gặp rất là nhiều nhưng mà nó phải nói là ít, phải nói là rất ít ở trên thị trường luôn. Chắc đây là những cái quả đầu tiên mà các bác có thể được nhìn thấy quả Celto ở trên YouTube. Đây là một quả sub 50. Công suất dòng máy của nó 1200W và pick của nó lên đến 2400W. Đẹp chất, thùng sơn sần cát. Đấy. Đây là bát 40, còn đây là bát 30. Thì em sẽ nói chung là em cũng không phải giới thiệu nhiều về các dòng này nữa rồi đúng không? Celto thương hiệu một dòng bát Czech của Pháp thì các bác thừa biết rồi. Đây, phần tần nó này rất là khủng và chất. Đối với dòng 30 thì em bán cho các bác với giá là 10 triệu bao ship nhé. 10 triệu bao ship, 9 triệu 700 nghìn bán tại cửa hàng. Ok chưa? 9 triệu 7 bán tại cửa hàng. Bán 30, check Celto 60W, RMS. Con này 60W nhưng RMS còn pick của nó là 1120 đó nhé. Còn đây là bát. Đối với dòng 30 này còn khá là đẹp. Và công suất RMS của con loa 30 nó là 400W các bác nhé. 400W, bát 30. Bát 40 thì... có giá là 14 triệu là chưa có ship, 14 triệu 500 là bao ship. Con này là công suất của nó giờ máy là 500W. Đây sử dụng bát 40 của Celto. Rất là khủng chắc. Con này sử dụng thì 2 phân tần. Phân tần của nó khủng khiếp luôn. Đấy, 2 phân tần, thùng sơn sần cát. Rất là gọn các bác nhé. 40 nhưng mà nó gọn như bát 30 luôn. Check là check 80W của Celto. Còn đối với dòng sub 50 này thì thùng của nó thì khủng khiếp luôn. Chắc chất, chắc lịch luôn. 50, con này là côn 100 các bác nhá. Côn 100, đây thùng này. Rất xịn, nói chung là rất là xịn. Đây màng đây. Đẹp zin. Đấy, sub này thì là 10 triệu 500 nghìn một quả các bác nhá. 10 triệu 500 nghìn một quả sub neo của Celto. Nói chung là nó đắt chứ nó không rẻ rẻ đâu. Nói chung các cái dòng này nó rất là đắt, không rẻ một chút nào cả. Đấy, dòng này thì chắc cũng không phải giới thiệu quá nhiều đúng không? Vì thực ra là trên thị trường cũng nhiều người bán mà. Tùy từng thời điểm giá, có lúc đắt, có lúc rẻ. Nói chung là làm sao để các bác có thể tiếp cận được giá tốt nhất. 10 triệu rưỡi này, bao ship này. 10 triệu bao ship này, tại cửa hàng 9 triệu 7 này. Con này là 14 triệu là tại cửa hàng này, 14 triệu rưỡi là bao ship này. Thì bác nào có nhu cầu alo cho em nhé, 40 này. Sub 50 này, full 30. Bác nào mà gia đình thì cứ chơi một cặp 40 này với cả một con sub này thì đúng là hết bài luôn, hết thuốc luôn. Đánh hay, phê, chất mạnh. Chất châu Âu mà. Và đánh thì già lắm, nó rất là đã, nghe rất là đã, rất là xịn. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video.